Chương trình này được bảo trợ bởi. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY 866-321-5955 và website bndhmo.com. Chị Lê Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội với phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng và bác sĩ Kevin Khải Tiêu. Trước khi vào phần quảng cáo thì bác sĩ Khải Tiêu đang nói về cái vấn đề mà bệnh tiểu đường với hai người bệnh nhân khác nhau, hai loại bệnh nhân khác nhau. Một là đã có bệnh tiểu đường sẵn và một là tiểu đường sau khi mang thai. Julie biết là có một người nhân viên của Julie đó cũng bị tiểu đường nhưng mà không nhớ là bị trước hay là bị sau. Thì cái thai nhi đã bị chết trước khi mà sanh, cái đó là từ cái tiểu đường ra, thì cái đó là trong cái trường hợp nào thưa bác sĩ Khải? Cái tiểu đường đó là có bầu không có bầu, cái quan trọng nhất là cái control. Mình phải make sure là cái đường của mình nó bình thường. So nó sẽ tưởng tượng không có bầu đi, đường bất thường nên nó sẽ ảnh hưởng nhiều bộ phận. So mắt nó sẽ bị mù, mấy dây thần kinh nó bị hư. So sometimes mình đi đứng đạp lên đinh cũng không biết được thì nó hư dây thần kinh hết rồi. So ý khai nói đó là cái nhóm bệnh nhân nào mà bị tiểu đường sẵn rồi đó, mà có bầu, cái nhóm đó nó risky hơn, nó nguy hiểm hơn, là tại cái người bệnh nhân đó cái insulin của người ta nó bị ảnh hưởng rồi. Nào dồn thêm trong thời gian có bầu nữa, cái placenta nó sẽ tạo ra một cái chất làm cái insulin giảm hơn nữa. So cái nhóm bệnh nhân bị tiểu đường sẵn rồi trong thời gian có bầu 9 tháng 10 ngày hay là 40 tuần này đó, cái control của người ta có thể nó khó hơn. So cái nhóm bệnh nhân đó có thể là phải dựa về thêm thuốc để cho mình control cái đường. Nếu mà cái bệnh nhân nào mà không bị tiểu đường mà trong thời gian có bầu đó, cũng có một nhóm sẽ lọt vô tình trạng nó kêu bằng gestational diabetes. Gestational diabetes đó là tại không ai bị tiểu đường mà trong thời gian có bầu lỡ mình ăn uống nhiều chất bột quá, dồn thêm cái placenta nó tạo ra cái chất hormone đó, nó sẽ làm cái insulin của mình nó giảm, sẽ cái đường nó dư. Thôi mình nói cái đường tiểu đường mà rõ ràng cái đường nó dư, mà đường dư thì nó sẽ qua cho em bé. So hai cái nhóm bệnh nhân này đó, cái quan trọng nhất là cái control. Mà cái nhóm bệnh nhân bị tiểu đường sẵn rồi đó là 3 tháng đầu mình sợ nhất. Sơ qua phải nói đó là nếu cái đường vô mà ảnh hưởng em bé mà chưa biết mình có bầu mà đi khám trễ quá đó thì nó sẽ ảnh hưởng em bé, có thể nó ảnh hưởng đến mức mà em bé sẽ mất trong thời trong 3 tháng đầu đó. Nếu mà không mất trong 3 tháng đầu đó thì có thể bé đó nó bị bẩm sinh. Sức môi cũng có thể là một tình trạng. Cái não có thể nó không xếp là cũng một tình trạng. Cái tim nó sẽ bị ảnh hưởng, thường nhất cái đường nó ảnh hưởng tim của em bé trong 3 tháng đầu. Thì nó sẽ ảnh hưởng. So đường rất là quan trọng trong 3 tháng đầu. Sau khi nó cũng quan trọng, không nói là không phải là không quan trọng, mình phải theo dõi. So bác sĩ Vượng đầu cái giờ để nói là mình phải ăn uống, ăn cho nó ít, ăn chất bột cho nó bớt lại để cho mình theo dõi cái đường. Cái đường control cho một người có bầu đó, nó rất là kỹ. Rất là kỹ. Thầy sơ bạn nhớ là Khải nói là cái đường nó sẽ đi thẳng qua cho bé. Sometimes cái thuốc nó dùng đi đông đi không đông qua bé mà đường sẽ đi thẳng qua bé. So cái người mà có bầu đó, nếu mà mình nghi là bị tiểu đường thì mình sẽ thử rồi mình sẽ theo dõi đường đó một ngày 4 lần. Sẽ bấm tay 4 tới 5 lần mà cái có đường có người nào bỏ giữa chừng không bác sĩ Khải? Có mà rất là nguy hiểm. Cái người bệnh nhân đó nó sẽ cái tình trạng này thường xảy ra là cái bệnh nhân nào mà người ta không có bị tiểu đường mà có bầu quá, mình thử cái cách thử máu là nhiều bệnh nhân có thể nhớ đó là mình uống chai nước ngọt để mình coi cái đường ra sao. Nếu mà uống chai nước ngọt vô đó cái đường nó cao, mình uống lần nữa để make sure là nó cao. Sau khi đó nhiều người thắc mắc tôi bị tiểu đường mà tại sao mỗi lần tôi thử thì bấm tay tôi nó bình thường hết. Cái người đó từ từ người ta chán, người ta bỏ. Tại cực quá, người ta ăn người ta không có kỹ. Tôi nghĩ là ok, tôi ăn mỗi ngày tôi thử đi, ăn giống như hệt vậy đi thì cái đường á nó tiếp tục nó bình thường thì nó không ảnh hưởng gì hết. Cái đó rất là sai, là tại vì cái nhau trong thời gian có bầu khác cái người không bầu. Cái nhau là một cái chất nó một cái bộ phận nó tạo ra cái chất, Khải sơ vừa nói đó là nó sẽ ảnh hưởng cái insulin của mình. So một người bình thường bác sĩ vẫn tạo ra 10 insulin đi. Nếu mà chị Julie có bầu á, cái nhau nó sẽ làm cho cái insulin chỉ có maybe 5 phần thôi. So cái đường nó sẽ dư nó qua. Nó dồn lại qua một thời gian. Nên cái tình trạng mà buồn nhất, xui nhất đó là mấy tháng cuối cùng cái đường nó dồn lại, nó ảnh hưởng tim em bé thì có thể nó em bé sẽ bị siêu buồn, nó bị mất em bé. So vì cái người bệnh nhân có bầu đó phải tiếp tục thử mấy tuần cuối cùng, nó còn quan trọng hơn nữa.
em để ý đó là như 3 tháng đầu và những cuối. Yes. Nói chung là trong suốt cái thời suốt gian, cái này. Trong suốt thời gian mà có thai là phải để phải đúng, có bầu không có bầu cũng vậy, phải control là quan trọng nhất. But bởi vậy đó là nhiều người bệnh nhân có bầu đó là sometimes ta thắc mắc, ta thấy cực quá, ta đi khám thường xuyên quá. Từ 32 tuần. Ok. Là phải từ 32 tới 34 tuần là phải đến khám từng 2 lần để đo tim của bé. Wow. Đo tim của bé. Đến chi để cho mình muốn tránh cái tình trạng mà lỡ cái đường nó ảnh hưởng tim của bé rồi nó bị yếu thì nó sẽ bị mất trong bụng. So cái NST nghĩa là đo tim của bé, sometimes cái người bệnh nhân thấy bất tiện mà phải đi hoài à. Thì cái đó là quan trọng, là tại 3 tháng cuối cùng đó mình muốn là sometimes bệnh nhân nói mình sợ, mình đã nói bệnh nhân lo. Tại mà cái mình sợ nhất á là sợ nó sẽ bị thai mất trong bụng trong 3 tháng đầu. Không phải sợ là sanh khó hay là sợ phải bị mổ, mà sợ nhất là sợ thai mất trong bụng nếu mà cái đường mình không control đàng hoàng. Như vậy thì với hai bác sĩ thì trong những không riêng gì mình nói về holiday nữa, nhưng mà tại vì sắp sửa lễ lộc rồi thì mình nhắc nhở thêm thôi, thì có những cái lời khuyên nào, mình chỉ còn một vài phút cho cái segment này và một cái segment cuối cùng, thì chúng ta sẽ dành dồn hết vào những cái lời khuyên để gửi đến cho quý khán thính giả là làm cách nào để những người bệnh nhân tiểu đường và không tiểu đường cũng có thể giữ cho cái sức khỏe của mình, giữ cho cái lượng đường trong máu của mình nó bình thường. Tại vì chú Lý đã từng thấy những cái anh bạn đi chơi chung với nhau đó, mỗi lần mà anh xuống đường là mồ hôi toát ra, rồi người nó run rẩy, rồi thấy tội nghiệp lắm, anh phải có cái gì đó ăn ngay lập tức đó. Thì có những cái lời khuyên nào, thí dụ như là đừng có để đường xuống quá bằng cách nào, hoặc là ăn uống thì đã nói sơ qua rồi là ăn rau nhiều, và đồng thời có những cái điều gì khác nữa có thể làm thêm giống như tập thể dục hay là gì đó, thưa bác sĩ? Thì trong cái mùa holiday này, đương nhiên là chúng ta thấy chúng ta ăn uống là chính, nhưng mà thật sự ra cái mùa holiday thật sự nó không phải là nó chỉ là ăn uống. Chúng ta phải nhớ cái holiday spirit, tức là cái tinh thần của những cái ngày lễ. Thật sự ra đó là những cái lúc mà chúng ta gia đình bạn bè có cơ hội nghỉ ngơi và gặp nhau, nghỉ ngơi và gặp nhau ăn uống đúng là cũng một phần, cái đó là cái phong tục của người Việt Nam của mình. Tuy nhiên gặp nhau, nếu mà mình là người bệnh tiểu đường thì mình nhớ là mình gặp nhau để mà nói chuyện với nhau, để mà catching up, tức là mình nói chuyện về những cái thời gian qua mà mình không biết họ làm cái gì, không biết những người thân mình làm cái gì, và họ cũng muốn biết là mình đã làm cái gì trong cái thời gian qua. Thì những cái lúc mình dành thời gian nhiều để mình nói chuyện với nhau hơn là mình ăn xà lan, cái đó nó cũng một hình thức để mình giúp mình nói nhiều hơn anh, tức là mình sẽ nên nói nhiều hơn anh. I don't have any problem with that. Và nếu mà lỡ mà mình đến mà gặp nhau mà lỡ mà đồ ăn nhiều quá, thì có những cái tip, những cái cách mà mình có thể mà mình nên chuẩn bị trước. Cái quan trọng là nếu mình biết là mình tiểu đường, mình phải plan ahead, tức là mình phải chuẩn bị trước. Những cái phương thức mình chuẩn bị trước như thế nào? Thí dụ như nếu mà mình biết mình đi ăn ở một cái bữa tiệc đó, mà cái bữa tiệc đó mình biết là sẽ có nhiều cái thứ đồ ăn hấp dẫn quá, bánh cuốn, bánh bột lòng, tức là những cái thứ đồ ăn mà nó có nhiều chất tinh bột quá, mà mình né không được, thì mình phải làm sao? Một trong những mà mình không, nếu mà mình tiểu đường mà mình ráng cố gắng, mình ở đây không có đồ ăn của tôi, thì mình làm sao? Mình nên nói trước với chủ nhà là làm cho mình một cái đĩa nào đó không có tiểu đường, không có để nhiều đồ ăn đường. Hoặc là nếu mà tốt hơn nữa, mình volunteer, mình tự mình làm. Mình làm một cái đĩa gì đó mà mình biết là cái những đĩa đó nó không có nhiều đường. Thí dụ như là có những cái người họ đem mix vegetable tới, họ làm một cái đĩa rau, một cái tô rau bự, đem đến để cho những cái người nào mà không thích ăn, không thích lên cân, không thích bị đường cao, thì họ ăn được cái đó. Rất là đơn giản. Hoặc có những người làm stir fry vegetable, nó cũng tốt. Thì đó là những cái phương thức mà đơn giản nhất và dễ dàng nhất mình có thể làm. Có những cái lời khuyên khác thì tí nữa sau phần quảng cáo thì
chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày. Dạ vâng. Thưa quý vị, phần cuối cùng của chương trình chúng tôi sẽ yêu cầu hai vị bác sĩ gửi đến cho chúng ta những cái lời khuyên như thế nào và cách thức nào chúng ta có thể giảm thiểu được cái sự lên đường trong những ngày lễ hội. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.